Mến chào các bạn, mình là Thủy Lê, huấn luyện viên cuộc sống của Học viện Proctor Gallagher, người sẽ giúp các bạn chuyển hóa cuộc đời của mình từ bên trong, nơi chứa đựng sức mạnh, tiềm năng và các công cụ sáng tạo phi thường, giúp bạn kiến tạo cuộc đời bạn thực sự muốn trải nghiệm tại đây và ngay bây giờ. Nếu chúng ta muốn thể hiện cái tính cá nhân hóa cao, chúng ta sẽ thấy rằng đây sẽ là chiều hướng của nhân sự chúng ta phát triển. Chúng ta đang ở cái chỗ là tập trung nghiệp vụ giỏi, là chúng ta có hiểu hết tất cả các chức năng trong cái nhân sự tuyển dụng ABCD. Và đến thời điểm này 4.0 rồi, chúng ta vẫn còn tập trung ở đây rất nhiều, thì chúng ta sẽ cần phải hiểu được rằng nó đang là cái sự cũ đó. Nếu chúng ta muốn muốn tiến lên, chúng ta phải dịch chuyển. Vậy thì đầu tiên hết, nhân sự chúng ta chỉ chăm chăm vào cái việc nghiệp vụ của chúng ta giỏi thôi. Nhưng những năm trở lại đây tại thị trường Việt Nam, chúng ta nói rất nhiều về HRPP, là chúng ta làm đối tác với các phòng ban khác. Chúng ta là người gắn kết vào cái công việc hoạt động của họ mạnh mẽ hơn. Có nghĩa là vai trò của HR không chỉ là xử lý nghiệp vụ nữa mà phải sát cánh cùng business. Nên chiều hướng HRPP là một cái chiều hướng đang được nói đến rất nhiều. Nhưng cái bước tiến xa hơn của HRPP là làm sao tạo ra được cái happy resource. Đó là chỗ mà nhân sự cùng với các vị lãnh đạo phải tạo ra được cái môi trường làm việc sáng tạo. Mỗi một nhân viên họ được thể hiện cái tính độc đáo của mình trong cái tổ chức rất là đa dạng. Và cái sự sáng tạo đó không phải là đấu đầu với nhau, mà cái sự sáng tạo đó là cái sự hòa hợp của tất cả các phòng ban. Chúng ta sẽ thấy nè, đôi khi ông sale của chúng ta sáng tạo, nhưng cái ông kế toán của chúng ta lại không đồng ý với cái sự sáng tạo đó, bởi vì ông kế toán nói ông sale sáng tạo quá, phá vỡ cái hệ thống kế toán của tôi, phá vỡ ngân sách của tôi. Và cái hiện tượng xảy ra chúng ta thường thấy trong các tổ chức là sự sáng tạo đó không tạo ra sự hòa hợp. Và đó là cái điều mà nhân sự của chúng ta sẽ nhắm tới. Khi chúng ta chưa hiểu về tiềm năng con người, chúng ta sẽ dùng hệ thống bài bản bên ngoài để quản lý họ. Nhưng nếu chúng ta hiểu về tiềm năng con người rồi, chúng ta sẽ thấy là tự mỗi nhân viên họ có một cái hệ thống rất vi diệu để quản lý chính họ. Và lúc đó họ làm việc với tất cả cái tiềm năng của mình, không cần quan tâm tới cái hệ thống mà chúng ta đang có đâu, mà lúc đó họ sẽ đi theo cái hệ thống của vũ trụ, đó là hệ thống nhân quả. Bởi vì mỗi người chúng ta làm cái gì, chúng ta đều phải thu về cái quả đó cho bản thân mình, không ai chạy thoát được đâu. Hệ thống tổ chức nhân sự của chúng ta, nhân viên của chúng ta họ có thể lọt lưới, nhưng họ không bao giờ lọt lưới được của hệ thống vũ trụ. Và nếu họ hiểu được cái điều đó, đảm bảo với bạn, không có tên nào ngu mà tự gieo những cái hạt xấu để tạo ra những cái quả xấu cho bản thân của mình. Nhưng mà hiện nay do chúng ta thiếu cái sự hiểu biết nên chúng ta phải dùng cái hệ thống bên ngoài để quản lý. Và cái điều đó là điều cần thiết, bởi vì đó là cái tiến trình phát triển. Vậy thì đây sẽ là cái tiến trình phát triển và cái tiến trình nếu chúng ta muốn thực hiện cái cá nhân hóa trong tổ chức của mình mạnh mẽ, chúng ta phải giúp mỗi nhân viên trong tổ chức của chúng ta hiểu về tiềm năng của chính họ và làm việc mọi cái lúc đó họ làm cho chính họ, chứ không phải là ồ sếp tôi nói hoặc là công ty. Không có cái chuyện mà đưa ra lý lẽ nữa đâu.